Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đã đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một like để cho những cái video báo giá sản phẩm như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và hôm nay thì shop em lại khui ra được 8 cái cặp loa trong phân khúc tầm tiền, bình dân thôi nhưng mà hàng cực kỳ chất. Em nhấn mạnh là những cái cặp loa ngày hôm nay giới thiệu với tất cả các bác là những cặp loa chất lượng cao, có cái đường kính bát khoảng 25 cm, nhưng công suất thì từ 100W cho đến 160W một chiếc, nên chất lượng nó của những cặp loa này là rất là tốt các bác nhá, chất lượng cao luôn. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với các bác một cái cặp loa của Pioneer, cặp loa Pioneer các bác nhé, Pioneer Pro, màng carbon da rắn nhé các bác nhé, màng carbon da rắn, kiềng sáng quắc luôn, kiềng sáng quắc luôn, rất là đẹp luôn. Con này thì có chiều cao, có chiều cao khoảng 51 cm, chiều rộng là 29 và chiều sâu là 23 cm, bao quay kiềng xương đúc, gân gân mút vẫn còn nguyên các bác nhé, gân mút vẫn còn nguyên. Nếu mà các bác nào thích thì em sẽ thay cho nó đảm bảo. Còn không, các bác nào muốn nguyên zin thì em vẫn để nguyên zin luôn. Công suất là 160W một chiếc. Cặp loa này có cái model là Pioneer SX730. Công suất 160W một chiếc, trở kháng là 6 ohm. Lỗ thở đằng sau. Loa chất lượng cao các bác nhé, cực kỳ chất luôn. Những cái cặp loa như thế này thì các bác vừa nghe vừa hát cực kỳ chất luôn. Cặp số 1 shop em bán với giá 3,8 triệu đồng. Pioneer SX730, công suất 160W một chiếc. Shop em bán với giá là 3,8 triệu đồng cặp loa số 1. Cặp loa số 2 là cặp loa Kenwood. Cặp loa này thì cũng bao quay bát 25 cm, một trung rất là lớn và một chép dom luôn. Tất cả các cái kiềng loa đều mạ hợp kim vàng các bác nhé, màng carbon, lỗ thở đằng trước. Con này là công suất là 100W, trở kháng là 6 ohm, có chiều cao kích thước thì khá là lớn. Cặp loa này là cặp loa Kenwood 5G các bác nhé, cặp này thì quá nổi tiếng rồi, Kenwood 5G. Shop em bán cặp loa này với giá là 3,5 triệu đồng các bác nhé, 3,5 triệu đồng cho cặp loa Kenwood 5G, đầy đủ lưới các bác nhé. Cặp loa số 2 là 3,5 triệu đồng Kenwood 5G, công suất 100W một chiếc. Tiếp theo là một cặp loa cũng của Kenwood, có cái series là 3G. Cặp loa này thì bát thì cũng khoảng độ 25 cm đấy, nó nhỏ hơn đấy. Con 5G này có khi phải 27 cm đấy. Còn con 5G này là 25 cm đấy. Công suất là 80W, trở kháng là 6 ohm, chiều cao kích thước thùng thì cũng rơi vào tầm khoảng độ 55, rộng 30 và sâu 30, sâu 25. Cái con 5G thì kích thước thì cũng em báo lại cái kích thước này. Con 5G là cao 57, rộng 32 và sâu 27. Con này là phải bát 27 các bác nhé, bát 27 chứ không phải là bát 25 đâu. Cặp loa 3G này, cặp loa số 3 thì shop em bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhé. Cặp loa 3G shop em bán với giá là 3 triệu đồng. Cặp loa số 4 là cặp loa của hãng Victor, có con model là Z7171, Z71 công suất là 70W,
chiều kháng là 6 ohm, có chiều cao là 55, chiều rộng 30 và chiều sâu là 25, đầy đủ căng lưới. Một con bát 25 cm, màng da rắn rất là đẹp các bác nhé, màng da rắn rất là đẹp luôn, màng carbon da rắn, trung lom tép đo, công suất là 70W một chiếc, trở kháng là 8 ohm, căng lưới đầy đủ. Cặp loa mà màng carbon da rắn này thì Victor này thì shop em cũng bán với giá là 2,8 triệu đồng các bác nhé, 2,8 triệu đồng cho cặp loa Victor màng carbon da rắn, 2,8 triệu đồng. Cặp loa số 4, 2,8 triệu đồng. Cặp loa số 5 là cặp loa của hãng Sony, có cái model là V7700. Cặp này màu nâu vân gỗ các bác nhá, màu nâu vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, Sony AVSS V7700. Cũng gồm một bát 25. Tiếng rất là sáng luôn các bác nhá. Tuy nhiên thì hai cái mũi loa này thì nó hơi bị nhăn một chút, nhưng không sao, không có ảnh hưởng chất âm các bác nhé. Cặp loa này em sẽ bán là giá rất tốt cho các bác này. Cặp loa thì có công suất là 160W các bác nhé, 160W, trở kháng là 6 ohm, chiều cao là 52, chiều rộng là 30, chiều sâu là 25. Loa thì có cái tem đồng rất là xịn sò đấy các bác nhìn này, rất xịn sò nha, cái dòng này dòng đóng tem đồng của Sony rất xịn sò luôn. Loa thì màu vân gỗ, màu nâu đỏ các bác nhá, rất là đẹp luôn, công suất là rất là lớn luôn, 160W một chiếc. Cặp loa này em để cho các bác với giá là 3 triệu đồng cặp loa Sony, công suất 160W, cặp loa số 5. Tiếp theo là cặp loa số 6, là cặp loa cũng của hãng Sony. Cặp này thì có cái model là 910AV. Loa 3 đường tiếng, trung vuông, trung chống vuông, bát chống vuông. Con này thì bác nào lấy thì em sẽ thay gân cho các bác với cặp loa như thế này. Chiều cao là 51, chiều rộng là 30, chiều sâu là 25. Con này bát là cũng 25 cm các bác nhé. Công suất là 170W một chiếc. Đây là cái cặp loa mà có lẽ là công suất lớn nhất trong cái lô hàng này của em đây. Công suất là 170W một chiếc. Tiếng cực kỳ hay luôn, cái dòng bát trống này tiếng cực kỳ hay, bát trống bát vuông này tiếng cực kỳ hay luôn. Và hình thức rất là bắt mắt, đầy đủ tem lưới mác các bác nhé. Cặp loa Sony 170W này có cái model là APM910AV. Shop em bán với giá là 3,5 triệu đồng. Sẽ thay gân cho các bác hoạt động hoàn hảo. Đây là cặp loa số 6. Cặp loa số 7 là một cặp loa của hãng Victor DC770. Con này công suất 100W, bao bát 25. Màng carbon tổng hợp rất là sạch sẽ luôn các bác nhá. Chiều cao 48, chiều rộng là 28, chiều sâu là 22. Cặp loa này thì shop em để cho các bác với giá là 2,8 triệu đồng các bác nhá, 2,8 triệu đồng cho cặp loa này, màng carbon tổng hợp. Xứng đúc các bác nhá. Xứng bát đúc luôn, đúc liền khối luôn, chỗ thở đằng trước. 100W một chiếc, tiếng rất là hay. Và một cặp loa cuối cùng thì cặp loa em còn sót lại, cặp đờ nông 3030. Con này thì mất lưới các bác nhá. Bát 23. Màng carbon tổng hợp. Đã thay gân, mất lưới. Shop em để cho các bác với giá là 2 triệu đồng, công suất cặp cặp loa này là 50W, trở kháng 8 ohm. À, con này mất lưới em để cho các bác 1,8 triệu đồng đi. 1,8 triệu đồng với cặp loa này. Trên đây là 8 cái cặp loa mà em đã vừa giới thiệu với các bác. Các bác nào yêu thích cái sản phẩm nào thì hãy nhắn tin cái bạn Zalo với em. Và em sẽ chụp ảnh chi tiết từng cái sản phẩm để các bác tham khảo. Các bác nào ở gần thì chạy qua shop em tại ngõ 562 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để
nghe và test sản phẩm, lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất. Những sản phẩm tại Shop Kiên Trung thì luôn bao zin bao xịn và giá bán thì không bao gồm giá vận chuyển. Shop Kiên Trung thì giao hàng toàn quốc nhưng không bao gồm phí vận chuyển. Video của ngày hôm nay chúng em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.